Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang những hình ảnh môn bóng bàn. Trận đấu ở vòng loại giữa Thái Lan và Việt Nam. Pha đưa bóng ra ngoài của Nguyễn Anh Tú. Và vút bóng hay của anh Tú. Ở trong trận đấu này thì anh Tú cần phải có được chiến thắng trước vận động viên bên phía Thái Lan để qua đó cân bằng tỷ số. Không qua lưới, điểm hòa 7-7. Đó là một tình huống xử lý không thành công của Parasak. Sự căng thẳng là điều mà chúng ta hoàn toàn có thể thấy được ở trong trận đấu thứ hai này dành cho Nguyễn Anh Tú. Rất đáng tiếc khi đó là một tình huống đập bóng ra ngoài. Tình huống xử lý không chính xác của anh Tú. Và bây giờ sẽ là cơ hội để cho vận động viên bên phía Thái Lan có thể giành chiến thắng ở trong trận đấu này. Đó là những tình huống mà anh Tú đã hơi vội vàng trong những tình huống dứt điểm cuối cùng của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, trong ngày 13 tháng 5 thì các huy chương vàng đã đến liên tiếp với đoàn thể thao Việt Nam. Trong đó có vận động viên Phạm Quốc Khánh ở nội dung nam đao cù su, Dương Thúy Vi kiếm thuật nữ cù su, và thêm 2 huy chương vàng rowing. Chiến thắng 22-10 trước Indonesia. Và đây là chiến thắng thứ 3 của đội bóng chuyền nam trong ngày hôm nay. Xin chào các bạn, đội bóng rổ nam trong ngày hôm nay. Như vậy cuối cùng thì chiến thắng cũng đã đến với Nguyễn Anh Tú. Chúng ta cùng trở lại với những hình ảnh trong trận đấu giữa đội Việt Nam và Thái Lan tại môn bóng bàn của SEA Games 31. Đây là những hình ảnh trong trận đấu thứ tư. Nguyễn Anh Tú và Parasak. Pha tấn công tốt và tận dụng cơ hội rất kịp thời của anh Tú. Điểm số cho Parasak 1-4. Không qua lưới. Không qua lưới. Trong buổi chiều nay thì các nội dung chung kết sẽ diễn ra ở một số môn được coi là hy vọng giành vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng kỳ vọng rằng đây sẽ tiếp tục là một ngày mà chúng ta đón nhận cơn mưa vàng nữa.
Nhưng chắc chắn là chỉ cần một tình huống ghi điểm nữa thôi thì anh Tú sẽ có được một tinh thần tốt hơn. Rất hay, anh Tú đã làm được. Set point dành cho anh Tú. Điểm số 17. Bóng ngoài, và như vậy là anh Tú đã giành thắng lợi ở trong set đấu thứ tư này. Điểm số là 11-7. Tình huống tấn công tốt của tay vợt Việt Nam. 4 điểm đã được ghi cho tay vợt của Thái Lan. Và bây giờ là cơ hội của anh Tú. Đó là tình huống tấn công tốt của tay vợt Việt Nam. Cũng là một điểm số quan trọng. Cách biệt bây giờ được rút ngắn xuống còn 2 điểm. Bóng ngoài. Và giật bóng xoáy của anh Tú đã thành công. Trong nỗ lực phòng ngự thì Parasak vẫn nghĩ tới phương án phản công. Một pha nắn bóng đi dọc biên không thành công của tay vợt Thái Lan. Tỷ số bây giờ là 7-8. Bóng không qua lưới và 8 đều. Vô cùng kịch tính cho trận đấu đơn nam, trận đấu đầu tiên trong nội dung đồng đội nam giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Cả hai tay vợt đều đang rất quyết tâm để mang về lợi thế cho đội tuyển của mình. Nhưng vừa rồi là một pha xử lý thuận tay không thành công của anh Tú. Tấn công rất hay. Cú đánh thuận tay quyết đoán. Bóng đi khó và không có cơ hội cho Parasak ở tình huống vừa rồi. Tỷ số là 9 đều và bây giờ thì cơ hội lại thuộc về phía tay vợt của nước chủ nhà. Hai lượt giao bóng tiếp theo sẽ là cơ hội để cho anh Tú giành chiến thắng trong trận đấu này. Rất hay! Thêm một tình huống ghi điểm tuyệt vời nữa của Nguyễn Anh Tú. Match point. Màn lội ngược dòng cực kỳ ấn tượng của tay vợt nước chủ nhà. Có lẽ Parasak lúc này đang thực sự choáng váng. Cơ hội giành điểm số quyết định. Chắc chắn sẽ rất tâm lý đối với cả hai tay vợt ở thời điểm này. Về Nguyễn Anh Tú. Một trận đấu mở màn thuận lợi dành cho đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam ở nội dung đồng đội nam. Màn lội ngược dòng không thể ấn tượng hơn của tay vợt Hà Nội. Nguyễn Anh Tú đã giúp cho chúng ta giành lợi thế trước các vận động viên của Thái Lan. Mặc dù để thua ở hai set đấu đầu tiên, nhưng anh Tú đã xuất sắc lội ngược dòng và giành chiến thắng ở 3 set đấu sau đó.